Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang, và hôm nay thì Quang xin được chia sẻ với tất cả các bạn về cái tiếp theo, về cái clip mà Quang đã làm và thử mua một cái con chim thuần về và thay đổi thực trực tiếp cây cám mới của mình, xem là nó như thế nào. Thế thì mục đích của cái các cái clip này thì Quang cũng thứ nhất là cho các bạn thấy rằng là cái mình đã chọn được một cái sản phẩm cám tốt ấy, thì mình đổi sang ấy là Quang muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng đổi sang cám hoàn toàn mới nó không có một cái vấn đề gì cả đối với con chim. Cái quan trọng nhất ấy là cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng và chăm sóc để vực lửa nó thôi. Đó. Vâng. Và thực tế thì cái chú chim này thì Quang cũng làm được mấy cái clip rồi. Và sáng ra thì Quang sẽ mở nó ra để luyện hót đến cái giai đoạn này thì mình sẽ luyện hót nó được. Đó. Ở đây thì Quang cũng đã mang sẵn một cái con mái đây. Đấy. Thế mấy hôm nay thì bận quá thì mình phải mở hé cái áo lồng này ra để vì là mình bận mình không dọn vệ sinh được hàng ngày. Đâm ra là mình mở hé cái áo lồng ra để nó đỡ phải ngửi cái phân của nó. Nếu mà chúng ta bịt kín áo lồng quá thì nó sẽ bị ngửi toàn bộ cái phân của nó. Đây, sáng ra thì Quang sẽ mang nó ra. Đấy, chắc là cũng hết cả cám hay sao. Đấy, đúng rồi, hôm qua thì nói thật với các bạn, Quang để như này cả ngày hôm qua ở trên này không hề động chạm gì đến luôn. Đấy, với cái chú chim thuần này. Đấy. Đây, các bạn nhìn xem. Đó, hết sạch cả cám. Đây, đây là cái phân chim mà Quang đổi sang cái cám mới này. Hoàn toàn là không có vấn đề gì. Đây, với cái chú chim như thế này thì đến cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ luyện hót. Ở các cái clip trước ấy thì Quang cũng nói với các bạn rồi là những cái chú chim thuần như này này thì về chúng ta đừng có cho nó đấu đá vội, bởi vì Quang cũng xin nhắc lại một lần nữa là biết đâu là nó đã từng bị làm sao hay là như thế nào thì chúng ta không thể biết được, đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái chú chim này thì chúng ta muốn cho nó ăn cái mồi tươi, mà chúng ta muốn nó ăn con nhộng như này chẳng hạn, thì nhân tiện nó đang hết cám, nó đang đói chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho cái con nhộng vào đấy. Các bạn thấy là để đói một cái thì đấy, vừa đưa vào một cái là ăn luôn. Đấy. Thế còn chủ cũ biết đâu là họ không cho ăn cái con nhộng này bao giờ chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy là cho vào một cái là chắc là đói quá. Hôm qua nếu mà hết cám này là chắc phải hết từ chiều hôm qua. Đấy. Vì là cả ngày hôm qua là Quang cũng không động chạm đến chú chim này. Đói quá, xén hết con nhộng luôn rồi. Để cho nó nghỉ một chút, nó đang bị nghẹn con nhộng. Đang nghẹn con nhộng. Đó là hết cám là cậu ấy lục tung cả cái giấy lót lồng lên. Đấy. Đang bị nghẹn con nhộng nha. Thế đến cái giai đoạn chúng ta như thế này, Quang tôi nói với các bạn hai vấn đề như này. Nếu như chúng ta mua con chim thuần của chúng ta mà nó chưa có lửa chẳng hạn, nó chưa căng lửa, thì chúng ta cứ nuôi dưỡng tốt. Nuôi dưỡng là gì? Nuôi dưỡng là hàng ngày chúng ta sẽ cho ăn, cho uống đầy đủ mồi tươi, tắm rửa sạch sẽ, lồng trại sạch sẽ, và để cái chỗ an toàn là cái chỗ không có người đi qua đi lại làm ảnh hưởng đến nó. Rồi thì không có cái tiếng chim, cái con họa mi nào mà hót to, hót gắt, hót chiếm thung đè nó. Đấy, chúng ta cứ nuôi dưỡng như thế. Về cái chế độ ốp mái thì mỗi một ngày chúng ta chỉ sử dụng cái con mái độ khoảng từ 1 đến 3 lần là cùng thôi. Và mỗi một lần chỉ một chốc một lát thôi. Khổ thân, nghẹn con nhộng. Đói quá, chắc đói quá. Đấy, lại nhè ra. Bình thường là cái lần trước thử cho nó ăn con dế thì nó ăn rất là dè dặt.
Mổ vẩy hôm nay là chắc là đói quá, khả năng là hết cám từ chiều ngày hôm qua. Đấy. Thế tiếp tục Quang nói với các bạn là như này, với những cái chú chim mà nó chưa có lửa thì chúng ta cứ nuôi dưỡng như thế, bao giờ nó có lửa thì chúng ta sẽ luyện hót. Còn với những cái chú chim mà chúng ta mua nó có lửa sẵn rồi, về nhà thì nó chỉ bị hoảng loạn ở trong cái lúc mà cho vào hộc, nó đi đường xa nó mệt mỏi, thì chúng ta chỉ dưỡng tốt độ khoảng 2 đến 3 ngày thôi, sau đó thì chúng ta có thể luyện hót luôn được. Đấy là đối với những con chim nó đi xa, ví dụ như toàn ngoài Bắc vào đến tận trong Nam chẳng hạn, nó mất 2-3 ngày đường chẳng hạn đó. Thế còn với những cái chú chim mà nó đi gần vài tiếng đồng hồ thôi thì về thì chúng ta nuôi dưỡng nó một ngày, hôm trước hôm sau chúng ta luyện hót luôn. Còn với những con chim mà chọn mua được của những người mà người ta mang đi chơi chỗ nào nó cũng chơi, nó chơi tốt rồi, nó dàn giáo, nó đấu vô tư rồi thì nó đơn giản, nó không nói được gì cả, về mở áo lồng ra phát là nó chơi luôn. Đấy. Còn những cái chú chim mà mua bán ở trên mạng này thì các bạn nên cẩn thận một chút, bởi vì thực tế ra là chim cái con chim mà mang đi chơi thì nó chưa mang đi đâu bao giờ, nó rất là khó chơi. Thực tế như chú chim này thì vừa rồi mình cũng bận, mình đi chơi mất mấy hôm, đâm ra là nó bị hơi bị yếu lửa đi một chút. Chứ nếu không thì với cái cách chăm sóc của mình mà nuôi dưỡng tốt đều tay thì nó chỉ trong vòng độ mấy hôm là treo ra là nó luyện hót, là nó chơi tốt ở nhà thôi. Đấy. Thế thì đến cái giai đoạn này thì các bạn lên luyện hót cho chim. Đấy. Luyện hót cho chim thì đây sáng ra thì Quang cũng mang cái con mái lên để sẵn như này. Và tí nữa thì luyện hót. Thế thì lấy như các bạn thấy là nó đang tình trạng chim mở áo lồng ra, nó đang bị đói như này thì chưa chưa chắc là nó đã hót, hoặc là nó hót thì cũng rất là kém thôi, nhưng mà tí nữa thì Quang cũng sẽ chỉ là làm clip hướng dẫn cho các bạn thôi. Chứ còn thực tế với chú chim như này thì chưa chắc là nó đã hót, bởi vì là nó đang bị đói đấy, ăn con nhộng còn đang rất là nghẹn này. Đó luôn, khổ thân, chắc là đói quá. Đó. Vâng, với cái chú chim mà các bạn mà mua ở trên mạng về chẳng hạn, mà nó về nhà mà nó hót luôn, nó căng lửa ấy, thì chúng ta sẽ luyện hót, chúng ta sẽ luyện hót ở nhà. Đầu tiên thì chúng ta cẩn thận đấy, thì chúng ta chỉ đặt xuống đất như này thôi, chúng ta luyện hót 1-2 hôm cho nó quen với cả các cái khung cảnh xung quanh như này. Đấy, nó quen quen như này rồi thì sau luyện hót được 1-2 hôm rồi thì chúng ta có thể treo nó lên lên trên trên chẳng hạn. Thì khi chúng ta treo lên ấy, thì nếu như cái cách an toàn nhất ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái con mái hỗ trợ. Đấy là với những con chim mà nó về nó sợ chỗ lạ. Đấy, thế còn có những con chúng ta mua được, may mắn chúng ta mua được những con chim mà người ta đã từng treo ở nhiều chỗ lạ chẳng hạn, thì treo lên một cái là nó chơi luôn thì nó rất là dễ đó, nó không có gì khó khăn cả. Thế còn với những con chim mà không may, nó chỉ là cái con chim mà người ta chỉ nuôi đúng có một chỗ thôi, ví dụ người bán người ta thu mua được của người dân người ta nuôi chẳng hạn, hoặc là dân bản người ta nuôi chỉ một chỗ duy nhất thôi, nó ít khi được va chạm chỗ lọ chỗ kia, thì khi con chim nó treo ra là nó rất là sợ. Đấy, về nhà người bán ấy thì nó chỉ quen ở chỗ nhà người bán nó có 1-2 con mái, hay là khi người ta ốp mái và người ta quay clip ấy thì nó rất là tốt. Nhưng về nhà các bạn ấy thì nó không có cái đạt được cái tiêu chuẩn như thế, chẳng hạn như con mái nó không thích, chẳng hạn các bạn không có mái chẳng hạn, thì khi các bạn treo ở chỗ lạ thì con chim nó sẽ sợ thì không bao giờ nó sẽ hót. Đấy, thì đây như các bạn thấy là từ một cái chú chim mà đấy vừa xong là Quang bỏ ra là đang đói và đang ăn còn bị nghẹn đấy, thì sau khi nó ngửi cái mùi con mái, nó nghe thấy con mái một cái thì là nó đã ra cái bộ như thế này. Đấy, thế thì cái cách luyện hót thì Quang sẽ hướng dẫn cho bạn gộp luôn vào. Đấy là gì, cái hôm nay thì chúng ta sẽ luyện hót đây, là chúng ta sẽ đặt nó xuống đất như này thôi. Đấy, chúng ta sẽ luyện hót cho chim thì bằng cái cách là vào cái thời điểm là nó muộn muộn một chút đấy, hiện tại bây giờ thì Quang cũng vừa đi ăn sáng về là 8:30 đấy, ngày mùng 4 tháng 3 hôm nay là thứ năm đấy, thì
Cái thời điểm này thì đấy, như các bạn thấy là khi bỏ ra ngoài sáng này thì chim nó hiện tại tượng là Quang cũng để là hôm qua là cũng không để ý đến, rất là bận thì là nó bị hết cám. Thì nó đói như này thì Quang sẽ làm một clip hướng dẫn thôi, còn nó hot hay không thì cũng chưa biết được. Đây thì nếu bình thường ấy thì nó không bị hết cám ấy thì chắc chắn là Quang nghĩ là sẽ hot luôn. Đấy, thế còn các bạn luyện hot ấy thì theo Quang ấy thì các bạn nên luyện hot vào cái thời điểm tầm từ 9 10 giờ trưa, hoặc là từ 9 giờ trở đi chẳng hạn. Đấy là sáng ra các bạn bỏ chim nó ra cho nó ăn uống cho nó no no một chút, thế thì là bắt đầu là nó sẽ ngẫu hứng lên, là nó sẽ rất là dễ hot. Thế cái cách luyện hot ấy với những cái con chim mà nó về nhà nó lạ chỗ lạ chủ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có cái con mái hỗ trợ này. Thì clip nào thì Quang cũng làm như thế rồi, nó rất là quen thuộc với các bạn, rất là dễ. Đấy thì sau khi chúng ta sẽ mở cái con mái ra như này để cho chim trống nó nhìn thấy. Đấy thì sau khi chim trống nó nhìn thấy chim mái thì nó sẽ có cái hiện tượng là hiện tượng búng cánh như thế này. Đó, nó có cái hiện tượng như này là hiện tượng mà nó ve vãn, nó thích con mái chẳng hạn. Đấy thì chúng ta có hai cái cách mà luyện hót. Thì có những con chim ấy thì nó cứ phải nhìn thấy con mái như này thì nó sẽ hót, còn có những con chúng ta chỉ cần cho nó nhìn thấy con mái một chút như này xong chúng ta che luôn đi như này là chúng ta luyện hót. Đấy thì chúng ta cứ thử hai cách đấy để xem cái cách nào nó hợp với cả cái con chim của chúng ta. Đấy, cái luyện hót thì chúng ta sẽ bật cái file họa mi hót lên. Đấy đó, sau đó thì chúng ta sẽ gọi mồm tóc. Sau khi mà chúng ta mồi lên mà chim nó hót rồi thì chúng ta sẽ tắt cái luyện hót, thì chúng ta gọi mồm thông thường cũng được. Đấy. Ở trên kênh của Quang ở trên YouTube thì nó có cái clip này. Clip này có thể luyện hót cho họa mi hàng ngày. Đấy, cái clip này thì ở trên cái kênh YouTube của Quang đây. Quang đã quay từ năm 2019 là ngày 17 tháng 3. Đấy. Đây, thì trên cái kênh này thì chúng ta sẽ có thể bật cái file lên để chúng ta luyện hót. Đấy. Ở trên cái clip này thì Quang cũng đã chuyển rất là nhiều file. Đấy, thì chúng ta sẽ cho chim nó nghe thấy và chúng ta sẽ luyện hót. Tóc 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 tóc. Pet 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 pet. Con này nó chót biết hết cả tai. Đây, thì chúng ta sẽ sau khi chim nó hót rồi thì chúng ta có thể chỉ cần gọi mồm thôi, tắt cái file đi, cái file chỉ là kích thích nó thôi. Còn hót đi tai quá thôi. Đó, thì cái luyện hót như này thì các bạn sẽ luyện hót cho mình, nếu như con nào mà nó kiểu như treo lên nó sợ ấy thì chúng ta sẽ luyện hót ở dưới dưới đất như này thôi, để cho nó quen cái khung cảnh xung quanh này. Đấy, một vài buổi thế sau khi mà nó quen quen ở đây rồi thì chúng ta có thể treo lên. Với cái đặc biệt ấy là các bạn nhớ rằng là cái chim mà nó về như này này nó chưa có, có thể là nó có lửa hoặc nó chưa có lửa thì chúng ta nuôi chúng ta biết ngay, nó chưa có lửa thì chúng ta gọi mồm luyện hót là nó không hót. Đấy, thế còn nó có lửa rồi ấy mà nó, các bạn thấy là đói này, đói quá này, này. Đấy
khổ thân. Qua bận quá thì quên mất, chả để ý gì đến em ở trên này. Đây, thực tế nhé các bạn đấy nhé, là Quang mua cái con chim này về và Quang đổi trực tiếp sang cái sản phẩm cám này đấy. Đấy, và các bạn thấy này là đấy nhá, nuôi nó như nào thì làm clip cho các bạn như thế đấy. Ngày hôm qua là quên coi như thế là không lên chăm sóc em nó, là mình cũng cứ nghĩ là nó còn cám cơ đấy, thì là hết sạch nhá, đói nhá, cho cám và ăn lấy ăn để này. Đấy, các bạn thấy nó thực tế luôn nhá, chứ không có phải là nói suông đâu nhá. Đấy, coi qua đấy. Thế bây giờ thì với cái chú chim này thì chúng ta xử lý nó như thế nào để sau này nó thành cái chú chim mà có thể chơi tốt, thì Quang cũng xin nói lại một lần nữa với tất cả các bạn là chúng ta cứ dưỡng tốt ở nhà. Đấy, sau khi mà chúng ta luyện hót ở dưới này rồi, nó bắt đầu nó chơi tốt rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở hết áo lồng ra, chúng ta treo nó lên. Đấy, thế thì nếu như mà chúng ta mà muốn an toàn thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái con mái, là cái con mái là cái công cụ hỗ trợ. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái con mái như thế này để cho chim nó nhìn thấy như này. Đấy, đấy. Thì cái bước tiếp theo thì thực ra thì cái chú chim này thì nó thuần rồi, nhưng mà Quang thì cũng rất là cẩn thận thôi. Đấy, bởi vì nếu như mà mình mà không cẩn thận đấy thì không may nó sợ nó tâm lý thì mình lại phải vực lại lửa về cái tâm lý. Đấy, nó rất là khó. Thế chúng ta về chúng ta điều trị những con chim này thì chúng ta vừa điều trị về cái tâm lý, vừa là cả về cái góc độ chăm sóc về cái lên lửa cho chim, là cái vấn đề về mồi tươi cám bã này, chăm sóc hàng ngày đấy. Đấy. Thế thì cái buổi đầu chúng ta treo chim lên thì nếu như cái hiện tượng mà chim của các bạn mà nó bị tóc người vào như này, nó sợ chẳng hạn, hoặc nó nhảy, nó hoảng, nó tóc người nó nhảy hoảng, thì chúng ta đừng treo vội. Thế còn khi chúng ta treo chim lên mà chúng ta có con mái hỗ trợ, mà chim của các bạn mà nó phồng phao người nên nó không có cái vấn đề tóc người hoặc là nhảy hoảng, nhảy sợ ấy, đói quá lại gian càng khổ thân, thì chúng ta vẫn treo bình thường, không vấn đề gì cả. Và sau đó thì chúng ta luyện hót thôi. Đấy, thì khi chúng ta treo lên ấy thì tốt nhất đấy là chúng ta có cái con mái như thế này để chúng ta hỗ trợ. Đấy, cái con mái hỗ trợ. Con mái này thì chúng ta sẽ treo bên cạnh và cách xa thì cũng được. Đấy, chúng ta treo con mái lên để cho cái chú chim của chúng ta đấy, nó tự tin thì nó sẽ như này. Đấy, khi mà có con mái thì nó sẽ tự tin như này. Đấy, còn không có con mái thì các bạn vừa thấy là nó sẽ tóc người và nó nhảy hoảng, nó sợ. Đấy, thế còn cái có cái công cụ hỗ trợ như này thì tốt quá. Đấy, quá tốt luôn, thì con chim nó sẽ không bị sợ, không bị hoảng. Đấy, cái con mái là cái công cụ hỗ trợ thôi. Đấy, sau đó thì chúng ta cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ lại bật file lên để chúng ta luyện hót. Đây, các bạn thấy là thực tế là chúng ta sẽ luyện hót nó như này. Thì khi mà chim nó bắt đầu nó hót, nó tự tin rồi thì chúng ta sẽ có thể bịt cái chú áo lồng vào, con mái vào đó, chúng ta sẽ bịt nó vào như này. Đấy, và các bạn nuôi chim được vài ngày, một thời gian, thì sau khi mà chúng ta luyện hót, chúng ta treo nó ra cái chỗ quen thuộc như này và không cần đến con mái nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể là mang con chim đi chỗ lạ để treo, để chơi. Đấy, thế nếu như mà chúng ta mà muốn an toàn thì chúng ta mang chim đi đến cái chỗ giàn, chỗ cọ, thì tốt nhất ấy, là cái buổi đầu chúng ta mang đi ấy, thì chúng ta nên mang vào cái buổi nó không có chim. Đấy, hoặc là chúng ta phải đi thật sớm. Đó, thì khi chim nó chơi tốt rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ cho nó chơi ở xa thôi.
và dần dần nó chơi tốt dần thì chúng ta cứ nhích dần nó vào thôi. Đấy. Chẳng hạn như Quang nói ví dụ như là chúng ta mang dàn ra cội chẳng hạn, thì khi mà mọi người chơi ở cái dàn bên kia chẳng hạn thì chúng ta cho nó ở bên này thôi. Đấy. Và khi mà chúng ta treo ra mà nó chơi tốt rồi thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ đưa dần nó vào. Đấy. Chứ Quang thấy rằng là ngay ở câu lạc bộ Quang chơi có những bạn chơi rất là lâu rồi. Đấy. Nếu như mang con chim ra một cái chưa chi đã treo vào dàn luôn đấy, có con nhiều con nó bù đầu. Đấy, nó sợ nó không chơi được, hoặc có những con nó chỉ chơi được một tí thôi xong nó bù đầu. Đấy. Thì đấy, những cái bạn đấy là các bạn này cũng không chịu tìm hiểu. Đấy, mà chơi lâu năm rồi cũng nói chung là cũng rất là bảo thủ. Đấy. Chứ còn mình nuôi con chim là mình phải nuôi một cái cách làm thế nào đấy an toàn ra phát là nó phải chơi được. Đấy. Còn bây giờ mà con chim mà muốn nó chưa chơi được, hoặc là mình phải tìm hiểu, mình phải nuôi, mình phải tìm hiểu xem con chim đấy nó như thế nào. Đấy. Chứ nhiều lúc cái nói thật là như mình mang con chim ra mà nó không chơi được mà nó bù đầu lên rất là xấu hổ, chứ không phải không. Đấy. Đây thì các bạn ấy cảm thấy nó rất quá bình thường. Thực ra là con chim ấy mình muốn nó chơi được hay không chơi được hay là do mình. Đấy. Đấy, các bạn thấy là khi mà nó bắt đầu nó say hót ấy thì chúng ta sẽ đến gần nó vào. Đấy, nó rất là đơn giản. Đấy. Còn khi mà nó đã sợ ấy, thì chúng ta phải đứng xa xa như này. Đấy. Đấy. Tóc 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 tóc. Đấy, thì cái vấn đề hôm nay thì Quang chỉ giải thích cho các bạn là cái vấn đề cốt lõi nhất là cái công cụ hỗ trợ này. Đấy, thì khi mà chúng ta nuôi chú chim này đến cái giai đoạn mà nó quen ở cái chỗ đó nhá. Đấy, chúng ta luyện nó 1-2 ngày, ngày thứ 3 hoặc là thậm chí an toàn có thể 5-6 hôm đến 1 tuần chẳng hạn. Và chúng ta sẽ bỏ hẳn con mái đi. Đấy, và khi mà chúng ta treo con chim này, chúng ta treo con chim này mà không cần đến con mái nữa mà nó tự tin nó hót như này. Tuy nó như này thôi nhá, vừa xong là con mái hỗ trợ nhá. Có khi ngày mai mà các bạn treo ra một cái không có con mái hỗ trợ là có khi nó cũng không được như này đâu. Đấy. Còn khi mà nó đã bắt đầu nó hót, bắt đầu nó say hót thì nó lại vô tư như này, không vấn đề gì cả. Nhưng mà ví dụ như không may làm nó sợ một cái gì đấy mà nó lại tóp người lại thì chúng ta lại cố gắng chúng ta gọi mồm nó tóc 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 tóc. Đấy, trong cái quá trình chúng ta vực lửa từ cái lúc mua về là chúng ta thường xuyên chúng ta gọi ấy, mà làm nào mà ví dụ không may nó sợ một cái gì đấy nó tóp người và chẳng hạn nó chuẩn bị nó nhảy, chúng ta gọi ra gọi cái mà nó bình tĩnh lại mà nó không sợ, nó không nhảy nữa lại hót ấy, thì đấy là chúng ta đã, lúc đấy chúng ta đã thành công, là chúng ta đã là chủ của nó rồi. Đấy, chứ nhiều người nuôi chim là nó chim nó chả biết chủ là ai cả. Đấy, thì cái clip về cái chú chim này thì Quang có khả năng cũng xin dừng lại ở đây. Bởi vì là đến giờ này thì cũng chỉ còn mỗi cái nữa là mang nó đi dãi thôi. Đấy. Mang nó đi, nó đã chơi được cái này rồi thì mình sẽ mang nó đi ra ngoài dàn, ngoài cội mình dãi ở ngoài biên, tít xa xa. Đấy. Và khi nó chơi tốt rồi dần dần đưa vào thôi. Đấy. Là chúng ta sẽ, khi mà chúng ta nó chơi tốt ở ngoài rồi xong dần dần chúng ta sẽ đưa dần nó vào. Thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái chú chim chơi cứng hoàn toàn, không bao giờ sợ một cái gì cả. Đấy. Chúng ta sẽ vừa điều chỉnh về tâm lý của chú chim và chúng ta vừa phải nuôi dưỡng và lên lửa cho chim. Đấy, nó có hai cái cách duy nhất đấy thôi, không có một cái cách nào khác. Đó. Và cái clip này thì Quang cũng xin dừng lại ở đây và chúc tất cả mọi người đang xem clip này có một cái sức khỏe tốt nhất và nuôi được những cái chú chim thành công. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong các cái clip sau.